Annyeonghaseyo, Hòa Minh Nụ Ba xin chào vị. Hiện tại là 8 giờ khuya hơn rồi mà Hòa Minh Nụ Ba được cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ một hoàn cảnh mà một ông anh 40 tuổi và bị mất. Nghe nói là mất ngay vào ngày đại tháng của con mình luôn, cũng như là đem thêm một đứa con trai của anh, là gốc của anh có hai người con. Đó. Bây giờ hoàn cảnh rất là khó khăn, bây giờ xin hòm cũng như là Hòa Minh Nụ Ba cùng chú Hai Bê chủ trại hòm đang cố gắng sắp xếp đến để khảo sát tình hình cũng như là tặng hòm cũng như là mong quý mạnh thường quân có thể hỗ trợ giúp đỡ cùng Hòa Minh Nụ Ba cùng anh hai lo hết cái tang lễ này. Thì đến hoàn cảnh khó khăn như thế nào Hòa Minh Nụ Ba sẽ tiếp tục để ghi hình và gửi lên cho quý mạnh thường quân xem. Hy vọng là quý mạnh thường quân có thể hỗ trợ cùng Hòa Minh Nụ Ba lo cho tất cả những tang lễ, một tang lễ của anh cũng như là tất cả các tang lễ khác. Lúc nào tất cả quý vị cũng luôn luôn đồng hành và tin tưởng Hòa Minh Nụ Ba cùng anh hai. Thật sự là mình không có thể là xin tất cả các bạn lo hết, nhưng mà các bạn lo phần nào thì mình và anh hai cũng sẽ cố gắng lo hết. Tại vì lo hoài cho bà con thì Hòa Minh Nụ Ba cũng muốn tất cả các bạn hùng phước cùng Hòa Minh Nụ Ba để có thể hỗ trợ giúp bà con nghèo. Bây giờ Hòa Minh Nụ Ba sẽ đi nha mọi người. Bây giờ đường không có một ai hết luôn nè. Khổ ghê. Và đi nha mọi người. Rồi bác Hòa Minh Nụ Ba sẽ ghi hình cho mọi người xem. Hiện tại là Hòa Minh Nụ Ba đã đến nhà anh Minh. Thì bà con ở đây đang tập trung rất là đông, vì hôm nay cũng là cái ngày đầy tháng của con anh, nên dòng họ bà con đến cũng khá nhiều. Rồi hay tin mất thì mọi người cũng đang đến đây để có thể hỗ trợ như là chia buồn cùng gia đình và phụ phần nào cho đám tang. Thì hòm thì Hòa Minh Nụ Ba cũng đã mang đến cùng anh Hai Be chủ trại hòm, cũng đang chờ đúng tới giờ liệm rồi mang liệm luôn. Ngày nay bốn người khiêng lên được ba người. Anh cồn nó có cồn không? Cồn cồn. Dạ, cô giữ tí xíu có gì họ tên rồi. Trần Hoàng Minh, năm 1982. Dạ đúng. Thì mình có mở cái mùng ra không cô chú? Mở cái mùng ra luôn đi. Không thì cuốn mùng lên mang xác anh ra, mở mùng ra cầu nguyện đi. Dạ cuốn mùng rồi mình cầu nguyện đi cô chú. Chào mà già ruột nó xuống bị nợ mình đây, mình vợ chú. Dạ dạ vợ chú. Tại vì bây giờ phải sắp xếp giờ liệm, thứ nhất là giờ liệm cho tụi con, thứ hai nữa là cái giờ để mà chôn cất để con chuẩn bị đầu tì. Tại nhà bên đây có nhiều đám á, mấy đám luôn á, mình phải sắp xếp, còn nếu không sắp xếp không kịp á. Dạ xuống chú ơi, thông cảm ha. Dạ dạ dạ. Bà già xuống con. Con chưa nói giải đâu.
Không có sao đâu nha. Cố gắng không có tốn chi phí là nhiều đó. Cái thẻ đó mẹ gói cái giấy hay gì đó mẹ để vô đó thì giúp đỡ. Thẻ thì gắn vô luôn đây, đậu giờ lấy đó. Này, khó khăn thì nói với tiếng thì còn mấy tháng giờ chưa thấy mặt cha nó nữa. Dạ vậy hả? Cha nó nữa. Không gì thì cái số phận của anh như thế rồi thì cũng không được gì chứ. Cái gì cái con sắp xếp rồi con không khóc rồi mới sanh mới nở. Không có khóc nữa thôi cái gì cũng bỏ hôm qua. Mày khóc biết mày nãy mày bệnh rồi mày bỏ mày nhỏ nữa. Bây giờ đừng theo ổng đi rồi con không khóc nữa. Rồi đem ổng về chùa cho con đi, ổng dặn rồi. Cũng có nó dặn con hồi nào? Ổng dặn con bữa 19 đó. Bữa nay hôm 20 mới có 3 ngày hả? Anh thêm mạng về, anh thêm mạng không có phải không? Có mà có chị đồng xuống chưa? Má nó xuống chưa? Dạ. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Chị mở mặt luôn đi để cho mọi người cơ mặt mặt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây bắt đầu mời toàn thể quý vị đồng xá đủ quyền thân tổ ba xá niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Tôn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh được có chốn. Cầm gấu luôn.
sông núi phải để chứ cô, ai cũng phải để cô. Lấy cái máy này bật ra ngoài đấy. Lấy gói ngoài đi, áo em theo hết chưa anh vậy? Xong một kiếp người gì hết. Hai người vợ với ấy hả? Để luôn đi kia nhờ. Rồi mình ra đi đánh đảng nha. Anh để tang cho cô á. Tang Hiếu. Cái Hiếu coi là trả cho cô mà. Đó, ai cũng vậy cho nó. Là con phải đi sau cho mẹ đi trước thì nghe nó nói hết lại. Mày con cháu đâu có lại mà tôi đốt mày nhang cho nó con cháu lại gì? Cứ nói cái nhang à cho không lại. Yeah.
con niệm Phật đi cho cha, đừng có khóc, niệm Phật cho cha đi, đừng có khóc nữa. Đồ của anh còn gì đó, tới ngày đó dọn gom luôn hết nha. Mình đi là trò thiêu thì mình đem đó mình đốt anh luôn nha. Niệm Phật cho cha, đừng có khóc. Ở đây phòng nó vô cho nó nghỉ đi. Ôi. Rồi. Nhấn vào cái đi. Con nhiêu tuổi rồi? Tên gì? Trần Việt Phương hả? Tôi vít mình hả? Tất cả mọi thứ, như cái hàng này á, tất cả mọi thứ đồ em sẽ lo, coi như là công đức em gửi hết, không cần trả tiền một phí nào cả. Dạ dạ. Có em ở đây là em hỗ trợ hết cho. Còn vài bữa thì em có thể cứ duyên em lại, em cho nó vài triệu nó đi dành nó đi học ha. Cứ yên tâm, để coi tùy duyên đi. Em sẽ đến mà, em hứa em đến làm đó. 11, 12, 14 khuya rồi nè mọi người. Đường vắng tanh luôn, tiếp tục Hòa Minh Nova cũng một mình chạy lon ton chứ. Anh hai cũng chạy lon ton phía sau để mà xong việc rồi. Giờ chuẩn bị về và chuẩn bị giúp đỡ hoàn cảnh vận động để có thể tiếp sức cùng Hòa Minh Nova. Đường vắng quá mọi người. Cần khẩu trang hả? À? Lấy khẩu trang hả? Có, chính mình trên xe có. Chưa 9 giờ. Con 10 phút nữa.
Thôi chứ không có buồn nữa, đi cần có còn sữa cho nó bú nữa, rồi ăn uống điều độ vô. Chứ nó không, con nhỏ khổ lắm. Giờ là mình khổ, là nhỏ nó khổ hơn nữa, không ai lo cho nó đó. Rồi, anh đi nha. Ở bên đây có người giúp anh tí anh. Hòa Minh Đô Ba xin kính chào quý mạnh Hoàng Vân. Hòa Minh Đô Ba xin kính chào quý mạnh Hoàng Vân. Hiện tại là Hòa Minh Đô Ba đang đứng trước đây là vừa chôn cất anh Hòa Minh xong. Thì số tiền quyên góp của Hòa Minh Đô Ba hiện tại là 12 triệu. Xin gửi đến gia đình, em xin gửi đến gia đình vậy cũng như là chi buồn. Cũng như có một phần nào để sau này bà con gửi đến đây để mua sữa cho cháu trong thời gian mà chị chưa đi làm nha. Cố gắng vượt qua nỗi đau này để mà còn lo cho hai cháu nữa. Gửi lời cảm ơn mạnh thường quân, gửi lời cảm ơn mạnh thường quân, gán học nha con.
thì Hòa Minh Nova thật sự là nói là gia đình của hoàn cảnh của chị hiện tại bây giờ các bạn thấy là chị hiện tại phải ôm một đứa con 1 tháng tuổi mà trong 1 tháng tuổi thì anh đã mất rồi. Cháu mình nó Phương này nó 11 tuổi đang đi học nữa. Thì hiện tại là nếu mà các bạn có lòng thành nữa, Hòa Minh Nova xin nhận góp của tất cả các bạn nữa để Hòa Minh có thể trở lại đây để lo tiền sữa tã cho cháu. Chứ bây giờ chị ôm cháu của mình như thế này thì thật sự là không có thể nào có tiền để nuôi dưỡng cháu, thật là tội. Thì sau clip này thì hy vọng Hòa Minh Nova cũng có thể nhận thêm tất cả sự đồng hành của quý vị để có thể tiếp sức để cho chị vượt qua cũng như là có sữa có tã cho cháu. Trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.